nằm trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng bao gồm dãy núi có đỉnh Tà Đùng đạt độ cao lên tới 1.982m so với mực nước biển, là một trong bốn đỉnh núi cao nhất của vùng Tây Nguyên, tạo thành sườn Đông Trường Sơn, là bức bình phong hùng vĩ phía đông bắc của tỉnh Đắk Nông. Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng đóng vai trò rất quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn của hệ thống sông Đồng Nai, nơi cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất công nông nghiệp cho toàn bộ khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và cho hệ thống thủy điện Đồng Nai nói riêng. Sự hoạt động của các công trình thủy điện nơi đây đã tạo nên một hồ nước mênh mông. Hồ Tà Đùng ở độ cao cả ngàn mét so với mực nước biển, với làn nước xanh biếc và hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ quanh năm mây mù bao phủ, tạo thành một cảnh quan vô cùng độc đáo, được ví như một vịnh Hạ Long thu nhỏ trên cao nguyên Mênh Mông của Việt Nam. Chỉ cách trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Đắk Nông, thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km về phía Tây Nam. Tà Đùng là điểm giao thoa địa lý và sinh học giữa Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Từ đây có thể kết nối với các trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch trọng tâm của cả khu vực miền Nam và Tây Nguyên theo các trục giao lộ chính như thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Phan Thiết, tạo thành một liên kết tổng thể trong sơ đồ du lịch khu vực miền Nam, Tây Nguyên của Việt Nam. Nằm trong quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng của cả nước, đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng với diện tích hơn 22.000 ha thuộc hệ sinh thái vùng núi cao. Nơi đây có kiến tạo địa chất và cảnh quan rất đa dạng, đặc thù của vùng đất Tây Nguyên với lớp thảm thực vật rừng rộng lớn, có tỷ lệ che phủ tới 85% diện tích vùng lõi của cả khu bảo tồn. Trong đó, rừng nguyên sinh chiếm tới 48% diện tích. Với sự đa dạng của hệ sinh thái và sinh cảnh phù hợp cho sự cư trú, sinh trưởng và phát triển của nhiều hệ động thực vật. Qua kết quả điều tra của nhiều công trình nghiên cứu từ nhiều năm nay, thì khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng hiện có hơn 574 loài động vật thuộc 124 họ của 38 bộ. Trong đó, có 37 loài thú thuộc diện quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam và thế giới cần được bảo vệ. Đặc biệt, nơi đây có loài giọt chà vá chân đen sinh sống từ lâu đời, một loài linh trưởng đặc hữu của Đông Dương đã được đưa vào sách đỏ của thế giới. Các loài động vật này luôn được quan tâm theo dõi và bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt từ ban quản lý khu bảo tồn. Rừng Tà Đùng là nguồn đa dạng sinh học phong phú và rất quý giá của Việt Nam. Thành phần thực vật ở đây rất đa dạng và phong phú với hơn 1.400 loài. Nhiều loài thực vật có giá trị kinh tế cao và là nguồn gen quý hiếm của nước ta như tùng bách, thông hai lá, thông ba lá, thông nàng, dừa hương, giáng hương, dầu gió. Cây gỗ ở đây mọc thẳng, cao 30-40m, có nhiều cây to đường kính tới 2m, có cây đến 6 người sải tay ôm không xuể. Bên cạnh đó, trong rừng nguyên sinh Tà Đùng còn có nhiều loài cây có giá trị dược liệu cao như trầm hương, vàng đắng và cây ổ kiến, là một loại nguyên liệu chế biến thuốc chữa bệnh gan hiệu nghiệm của ngành y dược. Ở đây còn có tới hơn 300 loài phong lan với đủ loại màu sắc sặc sỡ tuyệt đẹp. Nằm uốn lượn dưới chân dãy Tà Đùng hùng vĩ là hồ Tà Đùng, được ví như một vịnh Hạ Long thu nhỏ trên cao nguyên Mênh Mông, với diện tích hơn 3.600 ha mặt nước và hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ còn đầy hoang sơ. Khi đặt chân đến đây, du khách có thể đi thuyền trên mặt hồ để thưởng ngoạn những cảnh quan và hít thở bầu không khí trong lành giữa bạt ngàn núi rừng Tây Nguyên, đồng thời có thể cắm trại ngay trên các hòn đảo, hay tới thăm những ngôi nhà nổi tại xóm bè trên hồ để được trải nghiệm cuộc sống lên đên sông nước của người dân làng chài nơi đây. Du khách sẽ thực sự được tận hưởng cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ của đại ngàn Tây Nguyên khi được cưỡi con thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ xanh biếc. Làm mẹ rồi đấy.
Bên cạnh cảnh sắc đất trời bao la của một bức tranh sơn thủy hùng vĩ, bao đời nay đồng bào Mạ vẫn sinh sống hiền hòa và gắn bó với chân núi Tà Đùng. Họ vẫn kể cho nhau nghe những sử thi về ngọn núi hùng vĩ này và những sự tích của từng con suối, từng ngọn đồi mà cha ông đã bao đời gắn bó. Người Mạ luôn truyền dạy cho con cháu về ý thức gìn giữ từng gốc cây, ngọn cỏ, từng con chim và muôn thú trên núi Tà Đùng. Đó chính là hồn thiêng của dân bản. Và ai đã từng đến miền đất này mà không bị níu chân bởi sự thân thiện mến khách với những phong tục tập quán và văn hóa ẩm thực truyền thống hấp dẫn như cơm lam, canh thục của người dân bản địa và những món ăn đặc sản được nuôi trồng tại địa phương. Và với những đêm bập bùng với ánh lửa, tiếng cồng chiêng lại rền vang núi rừng hòa chung với tiếng ca của những chàng trai cô gái Mơ Nông trong hơi men nồng của chóe rượu cần, luôn làm mềm lòng du khách mơ một ngày về lại với Mơ Nông, về lại với Tà Đùng trong một sớm mai đầy nắng và gió. Cùng với người Mạ, người Hơ Mông từ miền Tây Bắc Bộ đã di cư vào đây sinh sống từ nhiều năm nay, tạo thành sự giao thoa văn hóa vô cùng độc đáo. Họ đã mang nét đẹp của núi rừng Tây Bắc hiện diện trên vùng đất Tà Đùng của Tây Nguyên, và với những buổi chợ phiên diễn ra đều đặn vào chủ nhật hàng tuần, luôn đông đúc và náo nhiệt màu sắc của người Hơ Mông. Đây chính là những nét chấm phá tô thêm văn hóa cho miền đất Tà Đùng hôm nay và mai sau. Từ lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người, Tà Đùng hội đủ tinh hoa du lịch của Đắk Nông, đáp ứng điều kiện phát triển các loại hình du lịch hấp dẫn du khách như tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa và ẩm thực. Và nhất là loại hình du lịch homestay, một trào lưu du lịch đang rất được yêu thích của nhiều du khách. Hiện nay, Tà Đùng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt quy hoạch thành khu du lịch sinh thái văn hóa Tà Đùng với tổng diện tích quy hoạch hơn 225 ha, bao gồm diện tích khu bảo tồn, diện tích mặt nước và ốc đảo. Đây thật sự là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư du lịch. Với vai trò quản lý nhà nước thì tôi khẳng định rằng khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng đã được phê duyệt cái quy hoạch là một cái điểm du lịch của tỉnh và đang thu hút đầu tư. Thì những cái lợi thế về thiên nhiên như khí hậu nó rất là phù hợp với việc mà xây dựng các khu nghỉ dưỡng và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm trên cái ngọn núi Tà Đùng trên 1.900 m. Tất cả những yếu tố đó hội tụ làm hấp dẫn được du khách và để tạo một cái hệ thống chung trong các cái chuỗi du lịch của tỉnh Đắk Nông chúng tôi. Nhưng cái khó khăn hiện nay đó là những cái dịch vụ đi kèm để phát triển du lịch thì còn rất là sơ khai. Tất cả những cái yếu tố về cơ sở hạ tầng để phục vụ công tác du lịch thì còn rất là nhiều khó khăn, chưa được đầu tư. Cái khó khăn là thế, nhưng chính khó khăn này lại là một cái lợi thế cho nhà đầu tư. Tức là có khó khăn nhưng lại là cơ hội, cái thách thức nhưng lại là cơ hội để cho cái việc mà phát triển du lịch nó đồng bộ cũng như kết nối được các tour du lịch của toàn tỉnh. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã có rất là nhiều cái chính sách đầu tư về các cái chính sách trung ương thì gần như chúng tôi thực hiện đầy đủ, ví dụ như là miễn giảm thuế đất 11 năm, thứ hai là thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng tôi cũng miễn giảm trong 4 năm và 50% cho 9 năm tiếp theo. Thứ ba là cái thuế suất tính 10% trong 15 năm. Cùng với những cái chính sách chung này thì tỉnh cũng đã điều chỉnh và xây dựng lại một cái chính sách riêng cho tỉnh nhà. Thì cụ thể là trong đó sẽ ưu đãi về mặt đầu tư với cơ sở hạ tầng, ưu đãi về cái việc đào tạo lao động và ưu đãi về lãi suất vay với một cái lợi thế của một cái vùng đất cũng như cái khu bảo tồn thiên nhiên mà chúng tôi đang xây dựng để phát triển thành vườn quốc gia. Thì hy vọng rằng là sẽ là một cái điểm mà được các nhà đầu tư quan tâm. Với những ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng cùng với chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và tỉnh Đắk Nông đã và đang mở ra cơ hội lý tưởng cho các nhà đầu tư để biến giấc mơ Tà Đùng thành điểm hẹn du lịch không chỉ riêng của Đắk Nông mà còn cả khu vực Tây Nguyên và thành thiên đường du lịch điểm danh trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.